Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt cửa hàng Hát Giác Bình Dương, chi nhánh số 1, gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương. Rồi và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục so sánh cho các bạn về dòng xe Honda Vision phiên bản 2022 và 2023 của màu sắc màu xanh nhám ha, màu xanh nhám phiên bản đặc biệt. Đấy, thì đối với hai phiên bản này về mức giá bán hiện tại thì nó sẽ trên lệch nhau 500.000, nhưng mà ở mức cũng khá là hợp lý ha, rất là mềm luôn. Cụ thể là phiên bản 2023 là mức giá là 34.500, còn đối với cái đời 2022 là mức giá nó rẻ hơn, là chỉ có 34.000 thôi. Giá đã bao gồm VAT rồi nha, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Thì các bạn nào muốn biết giá cụ thể chi phí lăn bánh thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì bên mình sẽ báo giá cụ thể lăn bánh cho bạn luôn. Đấy, thì trong video này thì mình sẽ so sánh chi tiết giữa hai cái phiên bản này khác nhau chỗ nào. Đấy, thì đương nhiên thì chắc chắn thì khi mà phiên bản mới ra mắt á, thì cái phiên bản cũ á, thì Honda sẽ bỏ mẫu nha các bạn nha, sẽ không còn sản xuất nữa. Nhưng mà theo đánh giá tổng thể của mình á, thì đối với cái màu 2022 á, cách phối màu 2022 thì nhìn nó đẹp hơn ha, trên phiên bản cao cấp cũng vậy. Đó, thì ở đây mình đang quay cho bạn xem là phiên bản đặc biệt ha, màu xanh. Đấy, rồi tổng thể cái màu xanh này so với cái màu xanh của đời 2023 thì các bạn nhìn thấy được thì nó có sự khác biệt một tí về cái tông màu ha. Tông màu của đời 2022 á, thì nó sẽ sáng hơn một tí ha, còn đời 2023 thì nó sẽ sậm đen hơn một tí, nhưng mà nó sẽ là 9-10 thôi, nó không có sự khác biệt gì nhiều. Đấy, nhưng mà khi mình nhìn vào á, thì mình sẽ thấy được là cái màu 2022 sẽ sáng hơn một tí các bạn nha, sáng hơn khoảng 10% thôi. Đó, các bạn nhìn thực tế ngoài thì bạn sẽ thấy sự rõ rệt hơn. Rồi, cái chiếc bên trái của các bạn á là đời 2022 nha, còn cái chiếc bên phải á là đời 2023, thì mình sẽ ra xa một lần nữa quay cho bạn xem. Rồi, tại vì cái chiếc này á, cái chiếc 2022 này à, bên mình bây giờ nó cũng không còn hàng nhiều, nên là mình lấy tạm cái chiếc mà mình đã lên đồ chơi á. Đây, đã lên đồ chơi cái mâm nè, cái mâm này mâm độ nha, cái của em mâm xin nha, mâm xin của em nó là như bên đây nè. Đấy, như bên đây nè. Rồi, sự khác biệt của hai em này là nằm ở cái chỗ là cái chỗ cái phần tay lái, cho phần tay lái các bạn nha. Rồi, bạn thể quan sát được cái phần thiết kế cho phần tay lái của đời 2022 đời 22 nè, thì các bạn có thể quan sát được chỗ cái phần mặt đồng hồ này là được thiết kế là màu xanh hoàn toàn các bạn nha. Đấy, được thiết kế là cái màu xanh xanh nhám cùng với thân xe luôn. Đấy, rồi đổ dài xuống phía dưới này xuống chỗ cái phần học để đồ và phía bên tay phải cũng vậy luôn, cũng là màu xanh. Chỉ từ cái chỗ phần này dài xuống thì nó mới là màu đen thôi. Thì các bạn hãy quan sát cái đời 2022 ha, mình đánh giá cao đối với đời 2022 nhiều hơn, nó cách phối màu nhìn đẹp hơn so với đời 2023. Thì chúng ta quay trở lại với đời 2023, đời 2023 các bạn nhìn thấy được ở chỗ cái phần tay lái nè là đen hoàn toàn luôn các bạn nha, màu đen nhám hoàn toàn luôn. Nó sẽ có hai văn trên này. Đấy, sẽ có hai văn trên này ha, nhìn nó cảm giác nó không được ok lắm, cũng không được đẹp bằng so với đời 2022 ha. Thì theo mình thấy thì đối với cái dàn nhựa mũ này nè, thì về cái chất lượng á của nó thì mình nghĩ nó sẽ không có cao bằng so với dàn nhựa cái đời 2022 chỗ cái phần ta lái này, tại vì dàn nhựa là dàn nhựa đen các bạn, dàn nhựa đen ha. Dàn nhựa đen thì có thể là nó sẽ sử dụng dàn nhựa nào cũng được, chất lượng nào cũng được. Còn mà nếu mà chúng ta mà sử dụng dàn nhựa mà chúng ta để sơn cái màu sơn lên á thì phải lựa chọn có dạng nhựa nó chất lượng hơn một tí ha. Nên là mình nghĩ là về chất lượng dạng nhựa đen của đời 2023 chỗ này thì mình nghĩ thôi nha, đánh giá sẽ không cao bằng đó. Thì nó chỉ khác nhau chỗ này thôi, nên là những bạn nào đang ưa thích cái màu sắc của đời 2022 á thì các bạn nên mua sớm trong giai đoạn trước Tết này nha, nếu mà các bạn để sau Tết á thì có thể là hàng sẽ không còn nha các bạn nha. Tại vì người khách hàng á, người ta ào ạt, người ta đổ ra để người ta mua cái phiên bản cũ thôi, chứ người ta không thích mua phiên bản mới. Phiên bản mới thì chỉ có cái màu sắc là thể thao màu đen nhám nè, rồi cái màu xám đen và cái màu đen của tiêu chuẩn là nhìn ok nhất thôi. Còn trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp á, ba màu sắc đó là hầu như là nhìn rất là xấu ha, nhìn nó không được đẹp lắm các bạn. Thì đó là cái cách nhìn theo chiều hướng cá nhân của mình, thì mình nghĩ thì các bạn cũng như vậy thôi.
Hôm bữa thì mình cũng có đăng tải một cái màu sắc màu đỏ lên cho các bạn xem á. Màu đỏ phiên bản cao cấp mà giữa màu sắc mới màu sắc cũ á, thì nhiều bạn là đánh giá là cái màu sắc mới nhìn nó không được đẹp bằng so với màu sắc cũ. Đấy, cũng cùng quan điểm với mình luôn. Chỉ còn ghi màu trắng là hiện tại là hàng chưa về, nên là mình chưa quay cho bạn xem thôi. Và ngày hôm qua thì mình về cái màu xanh đặc biệt này và với màu xám đen thể thao đó. Xám đen thể thao mình chưa kịp quay nó ngày hôm qua chiều, tối qua bán hết trơn. Nên là những bạn nào yêu thích cái màu trắng hay là màu thể thao thì nên đặt cọc trước nha. Rồi, thì bên đây thì các bạn nhìn thấy được cái màu sắc nó sẫm hơn so với cái đời 2022. Rồi, đây, màu xanh này nó sáng một tí thôi các bạn. Con này thì phuộc mình đã lên rồi, lên phuộc rồi. À, tại vì bây giờ thì cũng không còn xe xin nhiều nên là mình lấy cái xe đã đậu sẵn ra quay cho bạn xem, chủ yếu là quay về màu sắc thôi, nên là các bạn cũng thông cảm ha. Đấy, phuộc của em nói là phuộc đen ha. Rồi, còn về cổng sạc thì được một cái này nó đem ra phía trước ha, nó tiện lợi hơn so với đời 2022. À, được trang bị sẵn cổng USB luôn, nhưng mà học cái đồ này rất là nhỏ nha các bạn nha, không để đủ những cái điện thoại hiện đại như bây giờ đâu. Điện thoại hiện đại bây giờ thì đa số là điện thoại nào nó cũng to hết trơn á, bạn học để đồ nó nhỏ xíu à. À, chủ chắc đủ để những cái iPhone 5 hoặc những cái Apple nhỏ thôi, chứ mà các bạn xài mà iPhone chỉ ít mắc hoặc là iPhone 13, 14 này kia rồi thì hầu như là để không vừa các bạn. Đấy. Rồi, một cái chi tiết nhỏ nữa mà Honda đã lược bỏ đi, đó là cái đèn Eco. Cái đèn Eco trên cái phiên bản 2023 này á, là nó nằm ở trên mặt đồng hồ đó các bạn. Cái đèn Eco làm như đây nè, đây, như trên đây nè, đèn Eco xanh xanh nè. Thì cái đèn Eco này có tác dụng là nó sẽ báo được cái tình trạng khi chúng ta chạy xe á, là nó có tiết kiệm nhiên liệu hay không. Nếu mà chúng ta chạy ga đều thì nó sẽ sáng xanh lên, còn nếu mà chúng ta chạy ga không đều thì nó sẽ sáng mờ hoặc là không sáng. Đây, cái đèn Eco nè, đó là cái tính năng sơ lược, cái tính năng đèn Eco ha. Thì nói chung thì cái đèn Eco này có cũng được và không có cũng không sao cả các bạn, có thể là một cái biểu tượng thừa thôi. Sang cái đời 2023 thì Honda chắc có thể là đã lắng nghe được người dùng, nên là Honda đã bỏ đi cái icon Eco rồi đó. Nhìn trên đây nè, 2023 thì sẽ không còn cái đèn Eco nữa ha. Đấy, để Eco trang bị lên thì cảm thấy nó không có tác dụng gì hết các bạn, kiểu như là để trang trí cho vui thôi. Rồi, phát thông minh này kia thì giống nhau hoàn toàn ha. Đó, rồi thì theo mình đánh giá tổng thể về cái phiên bản màu xanh này thì mình đánh giá là không đẹp bằng so với cái đời 2022 nha các bạn nha. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào thì các bạn cứ bình luận phía bên dưới để cho mọi người cùng tham khảo hơn nha. Nói chung thì với mức giá hiện tại đối với dòng xe Honda Vision thì đang rất là tốt ha. Phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 32 triệu thôi và những cái màu sắc mới là 32,5. Còn cái phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt thì nãy mình báo giá cho bạn rồi là 34 triệu đối với đời 2022 và 34,5 triệu đối với đời 2023. Còn cái phiên bản cá tính là 37 triệu ha. Phiên bản cá tính thì hiện tại cũng còn xe màu đen nhám và màu xanh xám nhám. Còn đối với phiên bản thể thao nó cũng có hai màu, màu đen nhám và màu xám đen. Mức giá hiện tại là 38 triệu. Giá mình báo cho bạn đã bao gồm VT rồi nha, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Thì các bạn nào muốn biết giá cụ thể chi phí lăn bánh thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì bạn Ngân sẽ tư vấn cho bạn luôn, hoặc là các bạn có thể là gọi trực tiếp cũng được. Cảm ơn các bạn đã dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.